Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video giới thiệu sản phẩm của Kevin Vision. Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn một sản phẩm đặc biệt. Đó là bộ camera dành cho xe tải, xe khách chuyên dụng. Trong bộ giải pháp này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những sản phẩm. Các bạn có thể thấy đầu ghi, camera, màn hình, vân vân. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong bộ sản phẩm này nó sẽ gồm có những gì. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có chiếc đầu ghi chuyên dụng dành cho giải pháp camera giám sát cho xe tải, xe khách. Cái đầu ghi này dùng để lắp trực tiếp lên trên xe luôn, và nó sẽ có rất là nhiều những cái cổng kết nối cũng như là rất là nhiều những cái tính năng bên trong, và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tính năng đó ở trong một cái video chi tiết. Ở đây mình sẽ giới thiệu sơ lược về tổng quan của cái đầu ghi này cho mọi người cùng thấy. Đầu tiên ở mặt trước thì chúng ta sẽ có những cổng USB, cổng mạng và một cái lỗ quà để chúng ta mở, có thể lấy được cái ổ cứng ra. Rồi đây là một cái khe ổ cứng. Ở dưới đây cũng sẽ trang bị chúng ta một cái khe cắm SIM và một cái khe cắm thẻ nhớ. Rồi ở hàng dưới này chúng ta sẽ có những cái đèn báo tín hiệu. Ở mặt sau chúng ta sẽ có những cái cổng anten. Những cái anten thì được tích hợp sẵn và đi kèm trong phần phụ kiện. Chúng ta sẽ có GPS, Wi-Fi và 4G. Rồi tiếp theo là cổng VGA để chúng ta kết nối với màn hình. Rồi cổng kết nối camera analog DSM. Đây là camera analog DSM. Rồi cổng kết nối camera ADAS. Và một cái cổng để chúng ta kết nối với màn hình phụ. Ở phía dưới chúng ta sẽ có những cái cổng báo động rồi 485. Bên đây là cổng để chúng ta kết nối với tai nghe và micro. Rồi một số cổng mở rộng khác. Đây là cổng HDMI, thì chúng ta xuất hình ảnh HDMI ha. Và ở đây chúng ta sẽ có 4 cổng PoE để chúng ta cấp nguồn trực tiếp cho camera video. Và đây là nguồn vào để cấp nguồn cho cái đầu ghi này. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái khe ổ cứng ra để cho mọi người cùng thấy ha. Đây là cái khe ổ cứng. Nó thiết kế rất là chắc chắn. Và ở đây các bạn có thể để ý thấy nó sẽ có những cái phụ, giống như những cái phụ để giảm chấn. Và những cái phụ này giúp đảm bảo cho cái ổ cứng được hoạt động ổn định trong điều kiện giảm sóc khi chúng ta lưu thông trên đường. Ở đây là khe cắm SIM 4G và đây là khe thứ nhất. Rồi đó là về cái đầu ghi. Rồi sản phẩm tiếp theo đó là camera IP chuyên dụng dành cho chúng ta lắp trên xe tải, xe khách. Thì chiếc camera IP này được thiết kế rất đặc biệt để chúng ta có thể lắp ốp trần. Nó có IP67, nó có chống va đập IK10, nó có chống sóc IP6K9K. Đây, rất là nhiều những tính năng bên trong và chúng ta sẽ tìm hiểu trong một video chi tiết hơn về nó. Rồi chúng ta tiếp theo sẽ có một chiếc camera DSM để giám sát tài xế. Chiếc camera này được lắp đặt để giám sát các cái hoạt động của tài xế, ví dụ như là có thể phân tích được những cái hành vi của tài xế, ví dụ như là có đang mất tập trung hay không, hoặc là có đang buồn ngủ, có đang ngáp hay không, hoặc là có rời ghế lại hay không. Rất là nhiều những cái tính năng. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc camera ADAS. Đây là chiếc camera mà chúng ta có thể dán lên trên kính lái ở phía trước, và nó sẽ quan sát toàn bộ cái khung cảnh ở phía trước của xe. Thì chiếc camera này nó cũng sẽ có một số những cái tính năng thông minh, ví dụ như là cảnh báo va chạm, cảnh báo lực làn đường, vân vân. Rồi sản phẩm tiếp theo đó là chiếc màn hình 7 inch. Chiếc màn hình 7 inch, thì chiếc màn hình này chúng ta sẽ được trang bị những cái nút nhấn vật lý ở dưới này. Đây là những nút nhấn vật lý và nó được trang bị cảm ứng luôn, tích hợp sẵn cảm ứng. Và phía sau chúng ta sẽ có một cái loa. Cái loa này vừa để cảnh báo và vừa để nghe âm thanh từ những chiếc camera có tích hợp sẵn mic. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc màn hình phụ rất là nhỏ gọn dễ thương ở đây. Màn hình phụ này sẽ giúp hiển thị tình trạng làn đường của chúng ta và cảnh báo khi mà chiếc camera ADAS này phát hiện những cái sự
dây giúp chúng ta kết nối, di chuyển giúp chúng ta kết nối với màn hình và đọc đồ ghi. Rồi, đây là một chiếc dây nối dài dành cho camera là lắp. Trong trường hợp mà chúng ta lắp quá cao hoặc là đi dây luồn lắp thì chúng ta sẽ cần cái dây nối dài như thế này. Rồi, đây là anten wifi, anten wifi đi kèm trong của đầu ghi. Đây là anten GPS, anten GPS cũng đi kèm trong mặt của đầu ghi. Và cuối cùng là một chiếc anten 3G, anten sóng 3G. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ cần một chiếc sợi dây nguồn như thế này. Sợi dây nguồn này sẽ cấp nguồn cho cái đầu ghi. Đầu ghi là thiết bị quan trọng nhất ở trong cái hệ thống camera dành cho xe tải và xe cắp. Và khi các bạn thi công thì sẽ cần thêm dây mạng để chúng ta kết nối camera về đầu ghi. Và đó là tất cả những sản phẩm ở trong hệ thống camera dành cho xe tải xe cắp. Bên cạnh những sản phẩm IP, những chiếc camera IP thì Camvision cũng có những giải pháp camera IP thông thường và camera analog dành cho xe tải và xe khách. Mọi chi tiết thì xin các bạn liên hệ với bộ phận kinh doanh để được tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay team Camvision đang thử nghiệm một cái bộ camera mới dành cho xe ô tô, một cái hệ thống camera đầy đủ với đầu ghi nè, màn hình nè, các cái camera hành trình và những cái camera IP. Hiện tại thì tất cả những thiết bị này đang gắn demo thử nghiệm, cho nên là chưa có gắn cố định ha, và mới lắp thử nghiệm thôi. Rồi, để giới thiệu sơ lược về các thiết bị trong cái hệ thống camera này cho mọi người cùng biết. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu ghi, ở đây là cái đầu ghi IP, hỗ trợ hai kênh analog, con camera này và camera này analog, và những camera IP ở đây thì đang gắn tạm. Rồi chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị, màn hình này là màn hình cảm ứng luôn mọi người ha, màn hình cảm ứng luôn. Đây là cái camera quay phía trước này, camera này hiển thị tất cả những đầy đủ các thông tin luôn, về thứ nhất là về tốc độ này, tốc độ xe này, hiển thị tốc độ xe, rồi các cái location tức là cái vị trí GPS. Cái đầu ghi này thì nó sẽ tích hợp sẵn cho chúng ta là các cái module 3G, 4G luôn, rồi module GPS này, rồi module Wi-Fi, pair SIM. Rồi cái màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể thao tác đầy đủ những cái tính năng ở trên màn hình luôn. Chúng ta có thể vào trong cái menu của nó để xem về màn này, các tính năng AI này, camera, thiết lập camera, hệ thống, nói chung là rất là nhiều thứ trong đây. Rồi, giới thiệu sơ lược về trong cái màn hình chính trước thì đây màn hình live view, chúng ta có thể thao tác giống như trên một cái đầu ghi bình thường luôn, view 1, view 4, view 6 gì đó, view đầy đủ. Rồi ở dưới nó sẽ có một số cái nút nhấn vật lý này. Rồi cái màn hình này thì nó có kích thước 7 inch cảm ứng. Có một cái loại màn hình nữa là màn hình không có cảm ứng, nó chỉ siêu nút nhấn để điều hướng thôi, thì giá nó sẽ mềm hơn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái camera này là camera ADAS, tức là camera nhìn phía trước. Camera này nó sẽ hỗ trợ chúng ta cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường. Với cái màn hình phụ bên đây, mọi người có thể thấy cái màn hình phụ này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta cảnh báo va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Đây là cái camera giám sát tài xế, đó, camera số 2 này. Đó, mọi người có thể thấy hình ảnh thì lúc nào cũng sẽ là hồng ngoại liên tục, cho nên là mọi người sẽ không cần quan tâm tới cái điều kiện ánh sáng của môi trường ha. Đó, hình ảnh lúc nào cũng sẽ có hiển thị hình ảnh của tài xế trên cái màn hình này. Đó, thì cái camera này nó hỗ trợ chúng ta là giám sát các cái
tình trạng của tài xế, ví dụ như là có buồn ngủ không, hay là có mất tập trung, hoặc là có rời khỏi ghế lái vân vân, rất là nhiều những cái tính năng. Rồi ngoài ra thì cái đầu ghi này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là kết nối 3G 4G wifi. Hiện tại thì đang mọi người có thể thấy trên màn hình hiển thị này, đây là đang kết nối wifi này, chưa có gắn sim 4G. Rồi GPS đang hoạt động nè, BHB có thể hoạt động được. Đây mọi người xem, có thể xem từ xa luôn, xem từ xa trên các thiết bị di động, điện thoại, máy tính luôn. Rồi một số camera IP thì chúng ta có thể thiết lập cái tính năng là phát hiện khuôn mặt, phát hiện và nhận diện khuôn mặt luôn. Thì dành cho những xe khách, với khách hàng lên xe thì có thể nhận diện được và tìm lại được luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vô insert và tìm lại thử. Quên cái con này, con số 1 không phải, là con số 3. Con số 3, đây. Chúng ta sẽ thấy được tất cả những khuôn mặt của khách hàng lên xe, hành khách đi lên xe. Rồi chúng ta tìm kiếm lại tất cả những cái sự kiện luôn. Rồi tìm kiếm lại được biển số. Nếu mà chúng ta có lắp một cái camera ở phía trước để nhìn ra phía trước thì tất cả những biển số phía trước nó sẽ chụp lại cho chúng ta. Đây. Là chúng ta có thể tìm kiếm lại biển số ở đây luôn. Rồi tìm kiếm lại khuôn mặt này. Thiết lập cái khuôn mặt. Rồi chúng ta có thể thêm cơ sở dữ liệu vào luôn. Cơ sở dữ liệu này thì chúng ta có thể làm một cái list, backlist, backlist dành cho những xe khách á. Nó sẽ rất là hỗ trợ, rất là hữu ích cho những xe khách. Rồi những nút nhấn vật lý ở đây thì nó sẽ có là menu này, nút back nè, chụp hình nè, điều chỉnh độ sáng nè, tăng giảm âm lượng nè, cảnh báo âm lượng có tích hợp sẵn cái loa để cảnh báo âm lượng luôn, cảnh báo khi mà chúng ta có va chạm hay gì đó, sắp có va chạm hay là lên làn đường gì đó sẽ cảnh báo đây luôn. Rồi màn phụ bên kia cũng vậy luôn, màn phụ thì nó sẽ cũng có âm lượng, có tích hợp cái loa cảnh báo sẵn, cảnh báo khi mà chúng ta đi lên làn đường. Rồi nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái thông tin ở dưới đây. Và cái đầu ghi này nó cũng sẽ kết hợp lưu tập trung về trung tâm được luôn, auto register và đưa thông tin về trung tâm quản lý để giám sát tập trung. Về đầu ghi này thì nó sẽ trang bị cái khả năng chống sốc dành cho ổ cứng. Ở trong này thì cái khe ổ cứng nó sẽ có những cái thanh chống sốc đặc biệt. Rồi phía sau sẽ đầy đủ những cái cổng kết nối, những cổng module hỗ trợ chúng ta một cái cổng men, hai cổng USB, có ổ khóa, tức là muốn kích hoạt cái này thì cũng phải có ổ khóa ha. Rồi phía sau nó trang bị rất là nhiều những cái cổng. Ở đây thì hiện đang ghép tạm thì mai mốt khi có cái video giới thiệu sản phẩm chi tiết thì mình sẽ giới thiệu đầy đủ cái công nghệ cho mọi người cùng biết. Okay. Rồi, ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video. Hẹn gặp lại mọi người ở trong một video giới thiệu chính thức ha.